thưa quý vị và các bạn vừa qua sở thông tin và truyền thông tỉnh an giang phối hợp phòng văn quá thông tin thành phố châu đốc tổ chức tập quấn công tác chuyển đổi số cán bộ công chức viên chức trên địa bàn thành phố tại lớp tập quấn các học viên được nghe các chuyên đề kiến thức chung về chuyển đổi số chuyên đề kiến thức kỹ năng sử dụng khai thác nền tảng số của cán bộ công chức gồm dịch vụ công trực tuyến tài khoản định danh điện tử vneid lĩnh vực sức khỏe bảo hiểm xã hội ứng dụng id, bảo hiểm xã hội số hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt hiện diện trực tuyến giới tên miền quốc gia vn giới thiệu sử dụng một số nền tảng số thông dụng chuyên đề kiến thức kỹ năng của cán bộ công chức trong hoạt động phổ cập kỹ năng số cộng đồng gồm bảo vệ bản thân gia đình trên môi trường mạng tìm kiếm thông tin hiệu quả trên internet chuyên đề kiến thức kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử và giao dịch trực tuyến như hướng dẫn giao dịch thanh toán trực tuyến an toàn bảo đảm an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử hướng dẫn sử dụng internet mạng xã hội an toàn kỹ năng thiết lập quản lý sử dụng mật khẩu an toàn qua đó nhằm trang bị kiến thức chia sẻ thông tin cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về tính tất yếu phải nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới